Gọi Manchester United là rác rưởi, kêu nhớ Inter Milan chỉ hơn 3 tháng sau khi rời Giuseppe Meazza để trở lại Chelsea, lén lút đi đêm với Juventus khi Inter đang đàm phán để mua nước mình từ The Blue. Lukaku quả thực là một cầu thủ vô cùng khó chịu. Không dễ để các huấn luyện viên có thể thấu hiểu tâm lý và làm việc một cách hiệu quả cũng như chân chu với chân sút sinh năm 1993. Việc quản lý được Lukaku và xa hơn là giúp anh có phong độ cao thực sự là một nhiệm vụ khó khăn đối với mọi vị thuyền trưởng của tất cả các câu lạc bộ. Nhưng ở Serie A, có một nhà cầm quân đang chiếm trọn được tình cảm của ngôi sao người Bỉ. Đó tất nhiên chẳng phải Simone Inzaghi của Inter, càng không phải Marco Allegri của Juventus, mà là Jose Mourinho của AS Roma. Vị chiến lược gia Bồ Đào Nha đã hai lần có những phát biểu với ý muốn thể hiện rằng ông rất hiểu Lukaku. Tôi nghĩ rằng Euro 2020 là giải đấu tuyệt vời để Lukaku cho cả thế giới thấy rằng cậu ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu. Khi còn ở Chelsea, Lukaku vẫn còn là một đứa trẻ. Khi tới Man United, cậu ấy vẫn đang phát triển. Bây giờ, cậu ấy đã trở thành một chàng trai thực sự ở Inter, Mourinho nói với tờ The Times hồi tháng 6 năm 2021. Sau nhiều năm chơi bóng ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, Lukaku đã tích lũy được những kinh nghiệm. Cậu ấy cũng dần cải thiện những điểm yếu. Lukaku là một chàng trai to lớn, thể chất rất mạnh mẽ. Khi cảm thấy mình được trân trọng, cậu ấy sẽ phát huy hết khả năng của mình. Hơn 2 năm sau, trong lần thứ 2 tái ngộ cựu tiền đạo West Brom, lần này là ở Roma, người đặc biệt cũng có một phát biểu với đại ý tương tự. Tôi thấy cậu ấy hạnh phúc. Lukaku cần sự hạnh phúc, cần được cảm thấy yêu thương và cần được đáp ứng những mong muốn của bản thân. Cậu ấy đến đây và ngay lập tức cảm nhận rằng đội bóng cần một cầu thủ như mình. Tôi nghĩ Lukaku hạnh phúc và thích chiến thắng. Đó là bản chất của cậu ấy, Mourinho chia sẻ trong phòng họp báo sau trận Roma 7-0 Empoli tại vòng 4 Serie A hôm 18 tháng 9. Đây là trận đấu mà tân binh mang áo số 90 có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội chủ sân Olympico. Thực tế thì bất kỳ ai cũng cần được cảm thấy hạnh phúc. Ai mà chẳng muốn được yêu mến, ai mà chẳng muốn những nguyện vọng của bản thân sẽ được đáp ứng. Nhưng thông qua hai phát biểu trên, có cảm giác rằng người đặc biệt rất hiểu Lukaku, đặc biệt là khi Mourinho đã nhắc tới bản chất sâu thẳm bên trong tâm trí và con người của tiền đạo 30 tuổi. Cựu thuyền trưởng Porto đã thể hiện tình cảm với Lukaku ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Lúc bấy giờ, trung phong sinh năm 1993 đang mắc kẹt ở Chelsea và đối mặt với một tương lai đầy bất định. Đầu tiên, Inter câu lạc bộ mà Lukaku đang đầu quân dưới dạng cho mượn từ The Blue đã trả lại số 90 về Stamford Bridge, hủy bỏ quá trình đàm phán một cách đầy tức giận do Lukaku đã đi đêm với Juventus. Thành Turin cũng chẳng phải điểm đến lý tưởng khi nhiều Juventini đã đến tận trụ sở câu lạc bộ để phản đối bà đầm già chiêu mộ tiền đạo người Bỉ. Trước đó, chính các Juventini đã buông những lời lẽ phân biệt chủng tộc với Lukaku khi Mick Rom ghi bàn cho Inter trong trận bán kết cúp quốc gia hồi tháng 4 năm nay. Rệu rã trở lại nước Anh, Lukaku vừa không được Chelsea đăng ký số áo, vừa bị huấn luyện viên mới Mauricio Pochettino đẩy xuống tập với đội U21. Không có quá nhiều câu lạc bộ thực sự mặn mà trong việc giành lấy chữ ký của trung phong 30 tuổi. Trình độ chuyên môn của Lukaku không tệ, nhưng họ cảm thấy khá e ngại với một cầu thủ cực kỳ rắc rối và rất khó để làm chủ. Ngoài Juventus, chỉ có một số ít đội bóng ở Ả Rập Saudi muốn ký hợp đồng với Lukaku. Tuy nhiên, Mick Rom được cho là đã từ chối những lời đề nghị từ châu Á vì anh muốn ở lại top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu để tiếp tục chơi bóng tại môi trường đỉnh cao. Đúng lúc thị trường chuyển nhượng hè 2023 chuẩn bị đóng cửa và Lukaku đang lâm vào thế khó, Roma của Mourinho tìm đến anh với bản hợp đồng dưới dạng cho mượn có thời hạn một mùa bóng. Nhà cầm quân 60 tuổi không phải người duy nhất ở Roma dành tình cảm cho Lukaku. Ông chủ của đội bóng áo màu bã trầu Jan Friedkin đích thân tự tay lái chuyên cơ của mình từ Rome sang London để đón tân binh mang áo số 90. Hàng trăm Romanista cũng bỏ thời gian ra để chờ đợi sự xuất hiện của Lukaku ở sân bay Ciampino. Khi chuyến bay của Friedkin và Mick Rom vừa hạ cánh, họ đã cùng nhau hô vang tên Lukaku, tạo ra một bầu không khí hết sức náo nhiệt. Tóm lại, tiền đạo người Bỉ đã được chào đón như một người hùng đích thực trong lần trở lại ý này. Không chỉ riêng Mourinho, mà ban lãnh đạo cũng như các cổ động viên Roma cũng rất yêu Lukaku. Nhưng nếu không có quyết định chiêu mộ trung phong 30 tuổi của người đặc biệt, thì chắc chắn cũng sẽ chẳng có những tình cảm nồng hậu ấy của Friedkin và các Romanista. Mourinho có thể không phải người thầy tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất trong sự nghiệp của Lukaku. Vị chiến lược gia sinh năm 1963 có thể chẳng phải là vị huấn luyện viên mà cựu tiền đạo Everton yêu quý nhất. Lukaku tất nhiên cũng không phải cậu học trò ưu tú nhất hay cầu thủ xuất sắc nhất mà Mourinho từng huấn luyện, bởi ông từng dẫn dắt rất nhiều ngôi sao trong những lần cầm quân ở các đội bóng lớn mạnh như Inter, Real Madrid, Man United, Chelsea. Vị thuyền trưởng 60 tuổi nổi tiếng là một huấn luyện viên có cá tính cực mạnh.
Mourinho từng có không ít phát ngôn gây sốc hay những hành động, những biểu cảm đầy cá tính trên sân cỏ. Nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không thuần hóa Lukaku bằng sự mạnh mẽ, quyết liệt của mình. Ngược lại, Mourinho làm điều đó bằng tình yêu, một cách rất nhẹ nhàng và đặc biệt, như chính cái biệt danh, người đặc biệt của ông. Mourinho thể hiện sự trân trọng với Lukaku bằng cách cho tân binh mang số áo 90 đá 97 phần 8 trận của Roma kể từ khi anh chính thức cập bến Olympico. Lukaku không khiến ông thầy sinh năm 1963 phải thất vọng với 7 bàn thắng, trong đó có 2 pha lập công quan trọng, mang tính chất trực tiếp định đoạt kết quả trận đấu. Đầu tiên là pha làm bàn vào lưới Serif Tirapol tại lượt trận mở màn của vòng bảng Europa League, giúp Roma thắng sát nút 2-1 trên sân khách. Ngay trận đấu tiếp theo thuộc vòng 5 Serie A, West Brom tiếp tục nổ súng, mang về trận hòa 1-1 cho Giallorossi trước Torino. Nhưng quan trọng hơn, Lukaku là một trong những nhân tố chủ chốt đang nỗ lực cứu lấy chiếc ghế hết sức lung lay của Mourinho. Từng có những tin đồn cho rằng Friedkin sẽ sa thải người đặc biệt ngay sau trận thua đáng thất vọng với tỷ số 1-4 trước Genoa hôm 29 tháng 9. Ở thời điểm đó, Roma đang trình diễn phong độ vô cùng thiếu thuyết phục khi họ chỉ thắng 1/6-7-0 trước Empoli, còn lại, đội bóng áo mã trầu thua 3 và hòa 2. Sau 6 vòng đấu, Roma chỉ có vỏn vẹn 5 điểm, hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 2 điểm và mục lặn ở tận vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, ở vòng 7 Serie A mùa năm ngoái, đội chủ sân Olympico xếp hạng 5 với 13 điểm sau 4 thắng lợi, 1 trận hòa và 1 trận thua. Lukaku không có lỗi trong chuỗi phong độ trồi sụt này của Roma. Lý do lớn nhất khiến Giallorossi chơi tệ hại là những sự thiếu hụt về mặt lực lượng. Trong 8 vòng đấu vừa qua, Paulo Dybala, đội trưởng Lorenzo Pellegrini, Tammy Abraham, Maras Kumbula, Renato Sanchez, Chris Smalling, Diego Llorente, Harrison Aou là những cầu thủ đã hoặc đang phải nghỉ thi đấu vì những lý do như chấn thương hay thẻ phạt. Trong nhóm cầu thủ này, đa số là những trụ cột của Roma. Việc phải vật lộn với một đội hình sức mẻ khiến đội chủ sân Olympico không thể đạt phong độ thuyết phục. Thậm chí, Corriere dello Sport còn đưa tin, nếu không thắng Cagliari đội bét bảng ở vòng 8 hôm 8 tháng 10, Friedkin sẽ đuổi việc Mourinho. Một vài Romanista cho rằng thông tin của tờ báo này là không đúng sự thật bởi thật khó để đổ hết trách nhiệm lên vai người đặc biệt khi ông không có đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, một số khác cũng đã lo lắng về một màn chia tay khi Mourinho bất ngờ chủ động, giao trước bằng việc hé lộ dự định tới Ả Rập Saudi làm việc. Lúc rảnh, tôi sẽ tới Ả Rập Saudi để nghỉ ngơi và đi du lịch. Cùng với đó, tôi cũng sẽ tới đất nước này làm việc vào một ngày không xa. Tôi chưa biết là lúc nào, nhưng tôi khá chắc về khả năng trên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chia sẻ với một kênh truyền thông của đất nước vùng Trung Đông. Chẳng ai dám nói trước điều gì cả, nhưng tôi khẳng định rằng mình sẽ tới làm việc tại Saudi Arabia trong tương lai. Tôi biết rằng cơ hội để tôi làm việc tại đó luôn rộng mở và bản thân tôi cũng muốn cảm nhận sự phát triển của bóng đá Ả Rập Saudi. Cristiano Ronaldo đã tới Saudi Pro League và ngay lập tức thay đổi góc nhìn của mọi người về quốc gia này. Ban đầu, người hâm mộ cho rằng đó chỉ là sự xuất hiện của mình CR7, nhưng mùa hè vừa rồi, một làn sóng cầu thủ đã chuyển tới Ả Rập Saudi. Nhiều cầu thủ, ngay cả những người chưa ở giai đoạn cuối sự nghiệp vẫn tới đây. Sự cạnh tranh ở Ả Rập Saudi là thật, không đơn thuần là giải quốc nội mà còn là AFC Champions League nữa. Đây đều là những đấu trường hấp dẫn. Tuy nhiên, Mourinho tạm thời sẽ không bị đẩy vào cảnh mất việc bởi Roma vừa thắng tưng bừng 4-1 trước Cagliari. Và cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu diễn ra trên sân Unipol Domus chính là Lukaku, người đã lập cú đúp vào lưới thủ môn Simone Scafet. Cú đúp đầu tiên của tân binh mang áo số 90 trong màu áo Roma đã giúp đội chủ sân Olympico có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước khi bước vào quãng nghỉ để nhường thời gian cho các trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Mourinho yêu Lukaku và West Brom đã làm rất tốt việc đáp lại niềm tin của ông thầy người Bồ Đào Nha. Chắc chắn, trong quãng thời gian tới, họ sẽ tiếp tục hết mình chiến đấu vì nhau, bởi Mourinho rất cần Lukaku, còn Lukaku thì sẽ lâm vào cảnh không biết phải đi đâu về đâu tại Roma nếu người đặc biệt bị sa thải.